anh phải ăn uống nhiều vô mới có sức khỏe nha. À, thôi thôi kỳ lắm. Không sao đâu, tôi cho anh á. Ba ba ba. Anh đã tin rằng trên đời này có một thứ năng lượng tỏa ra sẽ khiến người ta say mê, yêu thương và luôn cố gắng. Anh có thật sự tôn trọng tình cảm của mình không vậy? Anh muốn gì thì về đây ba mặt một lời. Em không có thích nói chuyện qua điện thoại kiểu này nữa. Vy, anh nghĩ em không cần phải bước vào căn nhà này nữa. Bởi vì sau cánh cổng này á là cả một bầu trời của sự đơn độc và có cả sự chịu đựng của một người con gái nữa. Theo anh nha Vy. Anh Bảo, em xin anh đó, anh đừng có làm vậy nữa. Anh càng làm vậy em càng thấy có lỗi với anh đó. Tại sao em lại có lỗi? Người đàn ông á, họ có thể dễ dàng tìm được người phụ nữ bên cạnh, nhưng thanh xuân của người phụ nữ á thì ngắn lắm, cơ hội không chia đều cho ai cả. Vy à, em không cảm thấy thiệt thòi sao Vy? Không, có lẽ em là người giỏi chịu đựng và quen với cảm giác chờ đợi như vậy rồi. Em không cảm thấy thiệt thòi gì hết. Anh về đi. Em đang nói dối. Anh biết em đang nói dối. Nếu người đàn ông đó thương em á, đã không để em chờ đợi một năm nay, bây giờ lại còn có một thằng trợ lý giam lỏng em, cướp tất cả của anh. Anh Bảo, em cảm thấy anh đang không bình tĩnh đó. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Vy à, anh rất bình tĩnh. Anh yêu Vy. Anh Bảo. Vy. Vy. Anh về đi mà. Vy. Tôi đảm bảo là sếp Tùng sẽ rất là thích cái đoạn clip vừa rồi, nhất là cái cảnh mà nàng chia tay chàng đó. Vậy thì sao? Em, anh Bảo có ở công ty không? Dạ chị ơi, từ hôm qua tới giờ anh ấy không có ở công ty chị. Mà công ty đang có biến đó, chị biết không? Trời ơi, bây giờ công ty xào xáo lắm chị ơi. Nghe nói là sắp bị thu mua rồi. Anh Bảo là dính với quan hệ của chị mà bị hội đồng quản trị cắt chức luôn. Hả? Sao lại xuất hiện những thông tin đó? Em cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà chị Vy ơi, em nói thiệt chứ, chị làm vậy tội cho anh Bảo quá. Chị quen cùng một lúc cả hai người, một bên là Solo House, một bên là The Home. Trời ơi chị, anh Bảo tốt với chị quá mà. Tại sao vậy chứ? Anh ta đã thỏa thuận với mình chuyện này rồi mà. Dạ, em Vy nè. Dạ sếp ơi, hình như cái anh Tùng trợ lý gì đó bên sếp giao phó xuống có nhiều động thái mờ ám, gian lận trong thương mại đó sếp. Anh ta khống chế em, vì nếu em có những động thái khác với anh Bảo, anh ta sẽ ép giá thu mua công ty của anh Bảo xuống mức thấp nhất. Em tin vào điều đó nên em mới làm cho anh Bảo thất vọng. Chị Vy ơi, có chuyện lớn rồi. Chị Vy. Dạ, sếp chờ em xíu. Em mới gọi cho ba Tùng, thì ba Tùng nói là có cử cái anh Tùng trợ lý gì đó về thiệt, nhưng mà chỉ là kiểm soát việc của công ty thôi, chứ không có quản lý chị em mình. Chuyện này là sao chị? Sếp ơi, em hiểu chuyện rồi sếp ơi. Ba Tùng hứa là sẽ về giải quyết hết mọi chuyện mà chị. Chị nghĩ là không cần đợi ba Tùng em về giải quyết mọi chuyện đâu. Đẹp, đẹp dữ lắm. Quay bằng chế độ 4K nên nó sắc nét kinh khủng. Thiệt sự nếu mà tôi không làm trợ lý á, chắc giờ tôi làm quay phim rồi.
xúc xích. Nói thẳng luôn đi, anh muốn gì nữa? À, cô muốn cho thẳng vấn đề luôn hả? Cô cũng thông minh á. Thì sự ra thì tôi chỉ cần cô nói tốt về tôi với sếp Tùng, vậy là đủ. Còn chuyện tình cảm của cô với tên Bảo á, làm ơn có chừng mực giùm chút. Như vậy thì cái thương vụ này mới trôi chảy được, cô hiểu không? Yêu cầu của anh đơn giản vậy thôi sao? Phụ nữ thường để cái não trên đầu mình rảnh rỗi. Sau vụ này, cô sẽ tiếp tục được hai đại gia bao nuôi. Cô thì tiếp tục trở về làm cánh tay đắc lực cho sếp Tùng Hối. Vẹn cả đôi đường. Vậy thì còn 1% phí chuyển nhượng thương vụ hai tập đoàn thì sao? Định ăn một mình hả? Mày vô đây hồi nào vậy? Cần phải trả lời không? Hai người tính gài tôi hả? Bằng chứng đâu? 1% đó tôi có công nhận không? Còn cô Vy à, tôi nghĩ á, thay vì để cái não của mình rảnh, cô nên tìm cách để máy quay nó lâu hơn, như vậy sẽ tốt cho cô, đúng không? Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, nhưng hơi muộn rồi đó. Nãy giờ những gì chúng ta nói chuyện với nhau, có một người rất quan trọng đã nghe hết rồi. Ai? Sếp của anh đó. Chú Tùng, chắc nãy giờ chú cũng đã nghe và thấy hết rồi chứ gì? Anh Tùng, em yêu cầu anh dừng tất cả mọi chuyện lại. Việc mua bán giữa hai công ty cần phải được minh bạch. Và con người dối trá này cần phải được xử lý. Nếu không, em tố hắn ta ra công an đó. Cậu Tùng, tôi thật sự thất vọng với cậu. Cậu có nghe tôi nói chứ hả? Nếu cậu còn lòng tự trọng thì làm ơn bước ra khỏi nhà của tôi. Ê, đi đâu đó? Gọi gì hả? Công an đến bắt anh. Tôi có làm gì đâu bắt tôi. Tôi có giết người phạm tội hay là lừa lọc ai đâu. Chạy đi. Gọi gì? Thằng này mày. Anh thấy chưa? Trợ lý đắc lực của anh đó. Anh Tùng à, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Có người đang theo đuổi em, và em rung động trước anh ta. Bây giờ em có sự lựa chọn cho mình. Anh nghĩ sao nếu em đến với anh Bảo? Vy à, thật sự ra anh rất là thương em. Anh biết thời gian qua anh để cho em rất nhiều trọng trách, lo lắng tất cả mọi thứ trong căn nhà của anh, cho những đứa con từ trên trời rơi xuống của anh. Anh biết là anh sai, anh có lỗi, anh vô trách nhiệm. Em yên tâm đi, anh sẽ quay về và bù đắp xứng đáng cho em. Các con, hãy cùng nở một nụ cười thật tươi chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta. Việc Thi xuất hiện. Xin chào mấy em, chị là Thi. Con đứng ở đây giống như là đang đứng ở trong một lâu đài á. Hạnh phúc lắm. Wow. Các con có thấy Việc Thi đáng yêu không? Quá đáng yêu. Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Welcome Việc Thi.
Ba đã từng nói với con á. Con tự tới đây, con muốn đi thì con tự đi. Bà nhớ á. Việc Thi à, rồi các con sẽ hiểu. Các con sẽ hiểu tất cả mọi chuyện khi mà ba Tùng trở về. Căn nhà này là của chú, chú muốn về lúc nào là quyền của chú. Nhưng khoảng trời này là của tụi con, khoảng trời đó không nằm trong căn nhà này. Cái người này là ai? Ba con là ai? Chú là ba của con. Lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu con rơi? Tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Con là con của ai? Mẹ cũng không nhận con, ba cũng không nhận con luôn. Rốt cuộc có phải làm sao thì ba mới chết? Tụi con sẽ đi. Chào tạm biệt tụi con đi. Ba không nói được chứ gì? Vậy để con nói thay cho ba. Chào tạm biệt những đứa con từ trên trời rơi xuống.